Bữa giờ vô học á nên là mấy bạn cứ kêu tôi tìm tiền học miết hà. Lượng lờ thì ưng mỗi cái mẫu này nè, chống cận mà em nó sáng lắm luôn á mấy bà ơi, mà còn kèm thêm cái ống vắt bút nữa nè, hết sảy nha. Đặc biệt là có cả màn hình LCD hiển thị nhiệt độ ngày tháng năm nữa, nên sẽ rất là tiện cho mấy bạn học sinh sinh viên nha. Mút một món thôi mà đã có ba công dụng luôn. Đèn thì sẽ có ba chế độ sáng nha, thiết kế có hai thanh đèn như vậy nè, nên là mấy bạn có thể linh hoạt điều chỉnh được cái góc chiếu sáng ở bàn học nữa. Mấy bà thấy nè, nếu mà chỉnh góc vuông như vậy á thì ánh sáng nó sẽ rộng và đều hơn, như là đang dùng hai cái đèn vậy đó. Mà còn có cả tích điện để khi mà mất điện còn có mà dùng nữa đó mấy bà. Công nhận bây giờ tập vở đi học á làm mẫu mã xinh dễ man luôn á mấy bà. Có bà nào dùng cái hãng này chưa chứ đang thấy là toàn mẫu xinh thôi nha. Đây nè, cái bìa tập nhìn rất là dễ thương luôn nha. Tôi thấy là nó cũng có nhiều loại trang và nhiều loại kẻ khác nhau nữa. Cái bản rau củ này là 120 trang, bìa nhám sờ rất là đẹp. Ngoài ra thì còn có hai bản này 80 trang, cái bìa cũng rất là xinh luôn nè. Nhưng mà nó là bìa bóng nha mọi người. Còn về chất giấy thì nó không có quá dày cui đâu nha mấy bà. Nhưng mà nó sẽ có nhiều layout phù hợp cho từng môn học luôn. Như cái cuốn này là để học toán hình nè. Đang dùng bút sao viết thì thấy rất là trơn tru luôn nè, nhưng mà nó cũng khá là lem nha mọi người. Tôi nghĩ là cái giấy này mấy bà nên viết bút bi á thì nó sẽ hợp hơn. Ngoài ra thì còn có cả tập kiểm tra nữa nè, mà in đẹp lắm nha. Cuốn này thì được 15 tờ nha. Tôi còn tìm được cả cái mẫu sổ tay để học từ vựng, rất là tiện lợi và dễ thương luôn á. Tôi biết á là mấy bà mê tôi review mấy cái món dụng cụ học tập độc lạ lắm, nên là bữa nay cũng tranh thủ tìm mấy cái món hay hay để mà khui cho mấy bà xem nè. Trời ơi, món đầu tiên vừa nhìn tôi tưởng là thanh sô cô la Kit Kat không đó mấy bà, nhưng mà mấy bà không có tưởng tượng được đâu, em nó là cái bút xó kéo đó nha, rất là dễ thương luôn. Thêm cái em này á cũng cưng không kém nè, mang đi học là hết sảy. Đây là một bộ bút dạ quang mini hình thú nha, có 4 màu mà nó siêu mini luôn đó mấy bà, nhỏ bằng cái ngón tay của tôi thôi nè, nên là mang đi học rất là gọn nha, mà cái màu bút cũng xinh nữa. Ta nói vừa nhìn thấy cái em này là tôi phải hốt ngay luôn, nó cưng lắm mấy bà ơi, một bé heo hồng nha. Nhưng mà mấy bà tưởng lại là bút xó kéo chứ gì. Không nha, thử dùng cái này đi là bao ghiền luôn. Em này là keo hai mặt dạng kéo, vừa dính mà lại rất là phù hợp để dán mấy cái chi tiết nhỏ luôn á. Mà đơn mê mấy cái bộ dập ghim lắm luôn á mấy bà. Như cái bộ gấu trúc này nè, vừa dễ thương mà lại hẹp dẻ nữa chứ. Một bộ vừa có cả dập và ghim luôn, nhỏ nhỏ xinh xinh, bấm ngon lành không chịu phát nào luôn nha. Mà đơn mê nhất là cái em chùm cuối này nè, một cái chiếc bút tím tím xinh lắm luôn. Nhìn nó thì chỉ đơn giản là một cây bút sale thôi đúng không? Nhưng mà bất ngờ là nằm ở cái đầu còn lại có cái đầu phom như vậy nè, để đựng body mist hoặc là nước rửa tay đi học vừa sạch vừa viết cho nó thơm. Chưa hết, cái mút đen đen này không có dư thừa đâu nha, nghe đồn là để xịt lâu màn hình điện thoại, nhưng mà tôi thấy là lâu hơi mệt nha mấy bạn, để làm cái giá đỡ như vậy xem phim với tụi bạn thì ok nha. Động trời vậy, ly nhựa Starbucks mà có cái hiệu nhựa số 7 là sao? Theo Don được biết, đây là một cái loại nhựa cực kỳ độc đó mọi người. Cũng có nhiều bạn comment bình nhựa của Lock & Lock cũng có cái hiệu số 7 nữa. Vậy thực hư là như thế nào? Tò mò quá nên là tôi phải múc ngay một cái chiếc bình nhựa chính hãng của Lock & Lock để mà kiểm tra nè. Lock & Lock thì Don dùng cũng 3-4 năm nay rồi, từ bình giữ nhiệt cho đến mấy cái bình nhựa luôn. Nhanh tay tháo cái tem phụ này ra thì đúng thật nó ký hiệu số 7 nè mọi người ơi. Nhưng mà mọi người để ý là ở đây nó có chữ order nè và BPA free, nghĩa là không có BPA, cái chất mà gây ung thư đó mọi người. Theo Don tìm hiểu, đây là một trong những cái loại nhựa an toàn và tốt nhất trên thị trường đó. Được những hãng lớn dùng để làm một cái số sản phẩm của họ, nên là bạn nào mà lật cái ly của mình lên mà thấy số 7 thì cũng đừng có hoang mang nha. Xem có BPA free không là nhựa an toàn đó nha. Trời ơi, mà cái bình này cái nắp nó siêu kín luôn á mấy bà. Ta nói tôi lắc quá trời luôn á, mà nó không hề rỉ một cái giọt nước nào luôn á. Nên là bà nào mà sợ nhựa dởm á thì cứ nhắm mấy cái hãng lớn mà mút thôi. Cái ly nhựa này tôi mút cũng trên dưới 1 lít thôi đó mấy bà, rất là hẹp dẻ luôn. Tận 750ml, tha hồ đựng nước mà uống. Mà nói là ly nhựa chứ tôi thấy là nó cũng giữ nhiệt sương sương đó nha mấy bà. Mấy cái bình inox 304 giữ nhiệt từ 6 cho đến 8 tiếng á, thì cái bình này nó cũng giữ nhiệt từ 3 cho đến 5 tiếng đó trời. Hãng này thì đang dùng rất là nhiều bình rồi, thấy không có bị hôi nhựa mà giữ nhiệt cũng tốt nữa. Review thêm bóp bút đi học đi ạ. Tôi cá đây là những cái mẫu bóp bút chân ái mà mấy bà đang tìm kiếm để mà mang đi học luôn đó. Đầu tiên là một cái mẫu canvas có màu xanh cớm cực kỳ xinh luôn nha mấy bà ơi. Ta nói đẹp từ chất cho đến đường may luôn á. Nhìn vậy chứ cũng to lắm nha. Mà phần dây kéo vừa đẹp lại vừa mướt nữa nha mấy bà. Mở cái ngăn đầu tiên ra thì sẽ có chỗ vắt mấy cái bút hay dùng luôn nè. Nhờ vậy mà nhìn rất là gọn luôn. Ngăn thứ hai thì sẽ chia ra làm nhiều ngăn nhỏ như vậy để tẩy bút xó mấy cái giấy nốt rất là vừa vặn luôn nha. Và cái ngăn chính to nhất cũng để thêm được mấy chục cây bút nữa đó. Vừa xinh mà lại để được nhiều bút nè. Em tiếp theo thì cũng không thua kém gì đâu. Trời ơi, màu tím phối bay ghi rất là xinh luôn. Chất của em này là vải dù, đường may, dây kéo đồ cũng xinh không kém nha. Đặc biệt có là ở bên trong chia ngăn siêu đẹp luôn á mấy bà ơi. Có cả ngăn vắt bút và ngăn lưới để mấy cái đồ linh ta linh tinh nữa. Vừa nhìn thì tôi cứ tưởng là sẽ đựng được ít bút hơn, nhưng mà không hề nha. Mở cái dây kéo này ra thì sẽ bung ra thêm một cái ngăn hộp như vậy nữa nè, cũng đựng thêm được mấy chục cây bút nữa đó nha mấy bà. Bà nào mà đang tìm bóp bút vừa xinh mà đựng được nhiều bút để mang đi học thì phải tới công chuyện với hai cái em này nha. Tốt những cái món dụng cụ học tập tưởng không cần mà còn không tưởng nha. Đầu tiên là tôi tìm được một cái bình nước đi học nè, hình một em tuần lộc nhìn rất là cưng luôn á mấy bà, có nhiều màu với mẫu khác cũng cực kỳ là đáng yêu luôn á. Còn có thêm cái quai nữa nè để xách đi học rất là tiện nha. Món tiếp theo cũng vô cùng cần thiết nha mấy bà, đó là một cái em đồng hồ để bàn để đi học cho nó đúng giờ đó trời. Có hình trái bơ rất là cưng luôn nha, báo thức cũng khá là to đó, nhưng mà chống chỉ định với những bà nào mà miễn dịch với lại âm báo thức nha. Đặt lên bàn học nhìn rất là cưng luôn, mà còn có thêm cái quai móc để cho mấy bà treo tường nữa nè. Món cuối cùng là nhất định bà nào cũng phải có nè, là một cái chiếc đèn học để bàn đó mấy bà.
Nhưng mà em này là size mini nha, rất là cute cute tủn luôn. Nói là mini tưởng không sáng chứ sáng không tưởng đó trời. Lớp 1 là sẽ phát sáng cái phần mũi nè, ánh sáng dịu mát để cho mấy bà làm đèn ngủ nha. Bật thêm một cái nữa thì sẽ trở thành một cái chiếc đèn đọc sách nha mấy bà. Mà tao nói đặt lên cái bàn học, nhìn cái bàn học nó cưng gì đâu luôn á. Chưa hết, 3 trong 1 luôn nha. Còn một cái công dụng nữa là cái chỗ này mấy bà để vắt bút cũng được nữa nè. Thấy hai cái bình dễ thương vậy đó chứ xài là hơi ráng nha mấy bà ơi. Mứt sọt ghét luôn ngay khi mà vừa khui em nó ra. Bữa giờ thấy cái mẫu này rất là hot nha, nhưng mà mấy bà phải cân nhắc nha trời. Cái bà lột cái tem tre này ra thì ký hiệu là nhựa PC nha. Bất ngờ chưa bà già. Cũng nghe nhiều bạn bảo là PC 58 này dùng được, nhưng mà thôi PC thì tôi sẽ không có dùng cho nó lành. Nói vậy chứ cũng tiếc tiền lắm, lụm lại để đựng cái này cái kia. Lấy trồng cây hay làm ống vắt bút cũng ngon phết nha mấy bà. Mà bất ngờ hơn là không phải cái bình nhựa giá rẻ nào cũng là nhựa dởm nha. Như trong cái đống mà tôi múc theo yêu cầu là tìm bình nhựa đi học giá rẻ cho mấy bà đó, thì tôi thấy được một cái này nè là nhựa xịn nha mấy bà. Một cái màu tím pastel rất là cưng luôn. Đây mấy bà thấy nè, ký hiệu là BBA free nha. Cái nhựa này tôi thấy chỉ có những cái hãng lớn như là Lock & Lock hoặc là Top Away mới có thôi đó. Cái thành ly nó cũng khá là dày dặn nữa nè, mà có rất là nhiều màu xinh nha. Mỗi ly thì sẽ được kèm theo một cái ống hút cùng màu nha, rất là xinh luôn. Yên tâm là một cái ly rau má uống cho nó mát giọng liền. Em này giá cực kỳ phù hợp với lại túi tiền của sinh viên học sinh luôn nha, nên là mấy bạn có thể múc mang đi học rồi nè. Mà tôi còn nghĩ được thêm cái mẫu túi đựng ly này nữa nè, cũng rất là cưng luôn. Tuy nhiên là tôi thấy đường chỉ may hơi ẩu nha. Được cái là mẫu mã rất là dễ thương mà lại rất là hạt dẻ luôn, để mang đi học ok đó. Có nhiều món bây giờ nó tiện lợi lắm luôn á mấy bà. Như cái món này nè, không có cần phải xả đồ mất thời gian, nhưng mà sẽ giúp quần áo của mấy bà lúc nào cũng thơm tho như là giặt xả vậy đó. Bà nào mà fan của cái mùi downy nước hoa huyền bí đồ đó thì bao ghiền cái em này nha. Nhất là mùa mưa mà đồ khô không kịp thì quần áo nó rất là hay bị mùi mốc. Mấy bà xịt vài phát thôi là đồ nó thơm phức liền nha. Hay là để xịt khử mùi tủ quần áo như tôi nè. Ngoài ra em nó có thể diệt khuẩn nữa, nên là tôi hay xịt lên ga giường, sofa, thảm nữa nè, vừa thơm vừa sạch sẽ. Mấy bà thích mùi nào, còn tôi thì thích cái mùi màu tím hơn nha. Tiếp tục quay trở lại với những cái món dụng cụ học tập độc lạ xinh xắn để cho mấy bà súng xính đi học nha. Món đầu tiên cũng là cái kéo, nhưng mà cái kéo này nó lạ lắm. Ủa, cái lưỡi kéo có hình lượng sống như vậy, rồi có cắt được không ta? Thay vì cắt ra đường thẳng thì nó sẽ ra những cái đường họa tiết như vậy, và còn nhiều mẫu họa tiết khác nữa mấy bà tha hồ mà sáng tạo làm thủ công nha. Tiếp theo là tôi tìm được cho mấy bà một cái set bút này vừa rẻ mà vừa xinh luôn nha. Không phải là bút highlight đâu nha mấy bà ơi, mà toàn màu pastel thôi, rất là xinh luôn. Em này là bút xóa kéo nha mấy bà, đi học múc một set này thôi là dùng cả năm luôn đó nha. Thêm một cái bánh donut cưng cưng nữa nè. Tôi đố mấy bà là cái gì nha, tưởng là cái đồ chút bút chì, nhưng mà khi bật cái này lên bất ngờ em nó lại là một cái bút xóa kéo nha các bà, mà kéo rất là mượt luôn nha. Phải tới công chuyện với cái em này liền. Thêm cái món này cũng vô cùng hữu ích nè. Bình thường mấy bà dùng bút chì chút gần hết thì rất là khó đi cầm viết đúng không, cái món này sẽ giúp cho cây bút chì dùng gần hết của mấy bà cầm viết y như mới luôn nha, tận dụng được triệt để cái cây bút chì luôn nha. Tiếp theo là đang tìm được cho mấy bà một cái bộ bút gel có nhiều màu rất là xinh luôn nha, để đề tựa đề mục là hết sảy. Bộ này thì có 9 màu nha, vừa đủ dùng luôn á, viết cũng khá là êm á. Mấy bà dùng để trang trí sổ cũng đúng bài luôn rồi. Mà trang trí sổ là phải hốt thêm cái món này nha mấy bà. Cái này cũng là kẹp, nhưng mà là kẹp bấm góc nha mọi người, để cho mấy bà bấm mấy cái góc giấy góc bìa như vậy nè, trông nó sẽ xinh hơn rất là nhiều nha. Ô là trời, tôi xin lỗi mấy bà nếu mà lỡ mua cái máy này nha. Tại vì nhờ mấy bạn comment mà tôi mới biết là cái bảng màu trắng 118C đắt hơn có 20 cành thôi, mà dùng thích hơn nhiều luôn ấy. Không biết là có tốt hơn không nữa, nhưng mà màu trắng thì trông nó sẽ xinh hơn nha các bạn. Nhìn nó y chang không khác gì luôn á, vẫn được kèm đầy đủ đầu hút nha. Nhưng mà đúng thật là dùng thích hơn nha mấy bà. Do cái bảng màu trắng này nè, cái phần đầu hút của nó sẽ có thêm bánh xe, và nó còn mỏng gọn hơn cái bảng màu đen nữa, nên là khi mà thao tác đẩy hút ở trên sàn nó sẽ mượt mà hơn. Nhiều bà thắc mắc là cái em này nó sẽ hút được những cái gì, thì ngoài có thể hút được mấy cái rác to to như vậy, thì em nó có thể hút được bụi mịn nè, tóc, lông thú cưng và cả các mèo nữa nha. Mà nếu dùng chổi thì nó sẽ rất là khó vệ sinh luôn. Em này cái phần đầu hút mỏng hơn nên là dễ dàng len lỏi vô mấy cái kẹt như vậy luôn nè. Nên là mấy bà có thể làm sạch từng cái ngóc ngách ở trong nhà luôn. Mà máy hút mạnh cầm cũng nhẹ tay nữa, bà nào dùng rồi thì sẽ biết nha. Tuy nhiên là em nó cũng có nhược điểm nha mấy bà, là mồm to và cái dây điện hay bị vướng véo như vậy nè. Được cái là giá cực kỳ hạt dẻ luôn mà lại hút được nhiều rác nữa. Mấy bà thấy nè, hút được quá trời luôn. Mà tôi nghe nói dùng lại bền nữa, có mấy trăm cành thôi mà có bà dùng tận mấy năm luôn nè.